Ok, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Kairos đây, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chiếm land cho Minecraft nha các bạn. Thì ok, nếu các bạn thích video này của mình, các bạn hãy cho một like, share video, đừng quên ấn đăng ký một channel của mình nha các bạn. Thì ok, thì trước hết muốn chiếm land các bạn cần phải có một cái kiếm. Dạ. Đó, các bạn có thấy điều gì xảy ra không? Các bạn có thấy cái điều gì không? Đó, mình sẽ đặt hai con đây. Đó, như các bạn thấy thì có một cái đường chém. Có một cái điều đặc biệt ở cái đường chém này, nó hơi ảo một tí, nghĩa là mặc dù mình không dính nó nha, nhưng mà nó vẫn chém tới con đó. Đó, mình rõ ràng mình để cái mũi tên của mình ở ngay, không có chỗ. Này các bạn nhìn kỹ đây nha, con này nó cứ đứng ở đây, mình để cái mũi tên nó ở đây. Ê, đứng lại. Đó, mình để cái mũi tên nó ở đây. Nó vẫn dính con đó. Rồi, chết luôn, hay quá. Thì ok, làm thế nào để làm được cái chiếm like như thế này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ nha các bạn. Ok, bắt đầu video nào, let's go. Thì ok, đây chính là cái phần tải mà mình sẽ đưa cho các bạn. Thì mình sẽ để cái link media file dưới phần description là phần mô tả. Các bạn cứ xuống dưới đó, các bạn xem rồi các bạn ấn vô nút tải. Mình cũng không biết là cái này có phù hợp cho phiên bản của mọi người hay không. Thì đại loại thì mình làm nó xong rồi chứ mình thử luôn vô phiên bản 1.13, thành ra mình cũng không biết là nó có được hay không. Mặc dù mình dùng trang web để mình làm, nhưng mà cuối cùng mình vẫn không hiểu là nó có tải được hay không, nghĩa là tải phiên bản 1.13 được hay không. Nên mình sẽ bắt đầu bấm luôn đi cho rồi. Đó, thì các bạn bấm tải rồi thì từ cái này cũng khá là ít thôi, cũng là 203.9 kilobyte. Đó rồi, sẽ bắt đầu tải xuống cho các bạn. Đó, kiếm lan. Rồi, mở. Cái này chắc mình phải thoát ra thôi, chứ không có gì hết á. Rồi. Đó, bắt đầu import. Import rồi đó. Import nghĩa là nó đang cài vào các bạn. Ủa lâu thế. Đó. Oh my god, thì mình đã cài rồi, nó giờ không cài được nữa, các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi, thì ok, nếu các bạn thích video này của mình, các bạn để lại cho một like, share video, đừng quên đăng ký ủng hộ channel của mình nha các bạn. Thì ok, chúc các bạn làm thành công. Thì nếu bạn nào mà không cài được thì các bạn hãy comment dưới phần description là phần mô tả để mình biết cái vấn đề này nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye.